Rồi. Rồi, hôm nay mình chơi bài cái câu cá. Chơi bài là xấu nhưng mà bài nó không có xấu nha, tại mình người chơi xấu thôi chứ bài không xấu. Vậy luôn hả? Ừ. Người chơi muốn ăn tiền ăn bạc gì thì là cái chuyện của người chơi, chứ còn cái bài nó không có xấu. Bài không có xấu mà làm mới xấu. Năm này sáu năm rồi lật lên 12 cây. Năm mười mười hai rồi câu đi. Đâu tỷ ăn rồi đâu câu gì đâu. Dạ đây nè. Dạ rồi câu đây. Dạ câu con dạ. Rồi để đây. Lật đây. Lật đây. À, mắt hả mắt hả. Mắt nè. Chín nè. Ăn nè. Rồi. Lật. Lật. Chín nè. Hay quá. Có mắt không? Mắt nè. À, mắt đen cũng ăn. 7, 3 gạt. Ăn đi, ăn chơi cũng ăn chứ, phải ăn chứ. Cái da nè. Cái coi còn gì vậy? 7 nè, 10 nè, 3 nè. Chắc nè. Ủa nãy cha đúng cho cha phải chi trước chứ. Rồi chấp luôn á. Đó, ăn nè. Ăn đi. 4 à, ăn nè. Lắc. Năm không có, không có bồi hả? Bồi hả? Không có bồi luôn. 6 bồi nè, bỏ bò đen đó. Trời ơi, 10 10 hả? 10 hả? 2 con 10. 2 nè. 8 nè, ăn luôn nè. Pin đang đen không à? Pin đang đen. 6 à, 4 à. 4 hả? Pin đang đen không à? 6 nè, ăn luôn nè. Chín đen nè. Đặt lên nè. Chết bà nậu. Mười đen nè. Bồi nè. Hay quá bên đây. Tám nè. Lắp. Mười nè. À, mười. Mười. Mười đen không có gì đâu. Hai. Ủa cha chưa quánh phải không? Cha quánh bốn. Đen. Đặt lên rồi cũng như không. Ăn nè. Đây. 6 9 9 nè. 9 nè. Con mắt ta chừa ở đây rồi. Đặt lên nè. Đậm. 6. Ủa sao con bòi mất tiêu rồi? Con bòi á hả? Bòi mất tiêu rồi. Như bài mất rồi. Giờ điểm đi. Điểm lại. 10 nè. 20 nè. 30 nè. 40 nè. Mắt viên chính là 30 đúng không? Đúng rồi. Mắt viên chính là 40 với 30 rồi. 70 nè. 80 nè. 80 không có con chính là 20 đúng không? Ừ. 100 nè, 101 nè. 102 nè. 103 nè.
Rồi 130. Con thua cha rồi. 10. Con 100 à. 20. 30. Thôi thua hỏi đấy. Thua. Thường thường là nó 200. 200 là 130 con 70 à. Thua rồi đúng không? Ừ đúng. Bốn con bò nhận. Bài thiếu rồi Bình ơi. Đếm lại. Đúng rồi chắc. Bài này chơi mấy lớp 2, lớp 3 điểm này mau mau biết á. Em đúng rồi, phải điểm mới được chứ. Điểm cộng vô 7, 2, 3 chứ. Ủa? 7 với 3 chứ. 8 với 2, thấy không? 9 với 1. Còn mấy lá vậy? Rồi, 5 lá thôi. 5 lá đều đi, khỏi trên lệch gì. Nặt 12 cây. Cá một đống luôn. Quá là cá luôn. Đỏ lòm luôn. Kéo đi. Dở. Ta có con mách ta không ăn con chín. Chín nè. Mư nè, chết bà. Không có. Chà nè. Lập nè. Bồi nè. Lật nè, 6 nè, 4 nè. 2 nè. Ăn nè. Lật nè, không ăn. 4 nè, 6 nè, đặt nè. 10 nè, lụm nè. 2 nè, 8 nè, lật nè, đầm nè. Ăn dữ à. Cha bên đôi bên cha có con mắt rồi hả? 5 nè, con này đây. Lật nè. Dạ. Yeah. Ăn này mới lời nè cha. Hai con đen. Đen ổn đen quá à. Ổn ổn chứ gán chịu chứ chứ biết sao. 7 nè. 7 rồi ăn 3 chết bà. Lật. Lật mà. Hết chín gì dạ? Hết chín nè. 7 với 3 nữa nè. Chín. Không. Đây chín mới ăn được đó. Tào. Chưa quánh sao ăn? Quánh vô. Còn đỏ không ạ? Không còn. Thì phải quánh xuống, quánh xuống. Không có ăn phải cũng phải quánh xuống. Đó. À, đúng nè. Rồi, vậy sao không ăn? Năm nè. À, năm đây. Năm nè. Ăn nè. Lật lên nè. Hai hả? Tám nè. Ăn cũng được. 6 vô 4 rồi. Ăn luôn. Đặt nè. 9. À. 9 đỏ. Bên đây có 9 đỏ không? Giờ phải trông chờ thôi. Rồi. Rồi xong. Xong rồi. Xong. 8 nè. 9 nè. Ủa. Rồi. Nó xuống. Nè, sao còn dương bò vậy là mắc hết bò rồi. Hèn chi. Con lan. Điểm đi. Mắc hết con bò rồi. Dạ. Học sinh điểm đi. Học sinh à, học điểm thôi nha chứ không phải học kính bài nè. 30. 30. 40, cái này nè. À đúng rồi. 40. Đây, 40. Sao 40? 30.
À đúng rồi, 30. 40. 40, 50, 60. 70. 70. 8 đâu? Còn nữa mà. Mấy rồi? 70 rồi. 70, 80. 90. 100. 100. Láng láng mắt em láng. 101. Rồi, 110, 10 rồi quầy. Đem, nè nè nè, đem lên đem, đem, đem 4 nè. Thôi tao hại cho mày bệnh đi. Nè. Sao hả? Được rồi, bóc thôi. Ăn mềm chị đi, nhiều quá. Ừ, vậy. Đi, ăn đi, để bỏ vậy mà. Bây giờ đó em lọc ăn luôn. Mên nè. Tại tao sẽ không có đẹp. Mày biết không? Ê, để thôi chú Hàng bỏ vậy. Đúng rồi đó, mày ăn thì chú Hàng bỏ. Chú Hàng. Má mày ghê lắm vậy nè. Ai thì con boy nè. À. Thiệt chỉnh. Nãy đơn mà dạ. Phải tập trung vào nghe nấu với con nha. Ờ, chị biết mày, chị biết chú Hàng nè, khó ăn lắm. Rồi, chia 5 nè, 10 nè, 5 nè, 10. Sao? Sao? À, cao ơi. Dữ ha, dữ ha. Biết chơi đó. Bồi hả? Đầm hả? Mắt à. Mắt gì? Có chín không? Đâu có chín đâu. Có chín đâu. Già, con ông già đi. Đặt á. Mắt nữa nè. Trời ơi. Chín nè. Lật nha. Dữ vậy. Ôi. Dạ. Dạ. Đó. Dạ nằm luôn. Trời ơi, hai con đầm này chắc bỏ rồi nè. 10 hả? Nãy giờ không thấy. Đặt nè. 7 với 3 nè, lụm luôn nè. 10 hả? Nãy giờ không thấy. Trời ơi, ăn có 10. Lật này, bồi. Bồi. Bồi, hai con bồi. 5, 5 đâu? Không có. Đâu có. Ăn rồi. Trời, ăn đỏ không ăn ăn đen không vậy? Lựa con đỏ ăn mới có điểm. Không có rồi, giờ lật nè. Đỏ luôn. 5 hả? 5 nè, 5 đó. Đã điểm tiền đỏ không, đâu có điểm đen đâu. Chắc bài đen là cá chết luôn kìa. Ừ. Câu cá chết không được rồi. Lấy mồi chết, lấy câu cá chết. 2 nè. Có bài không ai không quýnh. 4 nè. Lật nè. 9 nè. 6 nè. Ăn nè. Lật nè. Dạ. Ăn nè. Dạ đâu. Hay quá. 5 nè. 7 nè. 3 với 7 nè. 9 nè. Bồi đi. 2 8. À, 5. 5 đen. 2 nè. 5 đen xỉn. 8 nè. 6 à. 6. 4 nữa nè. Ăn nè. Mắt. Ừ. Chết rồi. Nó lật chín rồi. Ừ hả? Chín. Ê cho con bài phải để bài xuống. Cho quýnh ăn này luôn rồi cho lật cái này luôn rồi ăn luôn hai cái luôn nè. Đúng không? Dạ. Rồi điểm đi. Còn hai con bòi con ăn nè. Con bòi đen không gom vô làm gì đâu có tính điểm đâu. Đầm cũng đen nữa.
con đếm hết thử coi đếm bao nhiêu điểm nha, hai bên nó được nhiêu điểm. 3 nè, 3 với 4 là 7 nè, 10, 20, 8, 30, 9, 30, 60, 10, 60, 70, 80, 83, 12, 12, 7, 83, vậy đúng là 200 điểm á. Hàng nào trên 100 điểm là đó thắng. 12, 7 với 83 hả? 83 vậy 201, 201 là 201. Nào 105 điểm là trên 105 điểm là thắng. Rồi ok.